Đây là thịt xào. Chắc là em chở anh lên trên anh Hồng rồi. Đã đi về rồi ạ. Anh đi từ hôm qua, anh đã về đến nhà đâu. Là về thẳng đây luôn á? Anh đi một mình á? Chị mày nó hỏi mà, chị mày bọn nó hỏng quá, đang ngủ. Thế mà bọn anh Hồng không gọi em nhỉ? Mẹ nếu gọi thì có lên không? Lên nhé. Tao nghĩ tao định gọi nhưng mà tao nghĩ chắc bọn mày đang chuẩn bị cắt căng. Thế mà chả gọi em. Nó không bảo gọi đâu. Nó làm tết à? Bà ấy lấy mì chính lấy tiền à? Đến nhảy phèo đi. À, chị sao đây? Quả tiêu đâu? Không có đúng không? Tiêu hỏng đúng không? Lấy hạt tiêu về. Rượu này không phải rượu của ông đâu. Ông sẽ chế bắt cửa này. Chế bắt cửa à? Đẹp thế nhỉ? Đẹp chứ. Này. Ngồi đây uống nó mới thoải mái. Đó phải rượu của ông thôi. Hả? Quay video. Bỏ đi rồi. Ăn đúng ná. Thật ra bài. Nếu con tôi có con đủ rồi đó. Đã chỉ là Cái rượu này chú đổ đâu ấy? Càn 5 ly đấy. Rượu này nặng lắm chú đổ. Chưa bánh phú hào chế hình sơn là tạo chỗ đáng thái giá tỉa siêu. Cái này hôi hai tiêu chinh hai tiêu nó mãi mà tay cũng đang đấy. Đảo lô chấm đề cái luôn. Đảo hồ là ma, cái lâu đó lại cái chấm chẳng lâu chứ. Tao chá này, chấm đun con này.
đồ cha, tài lão hoa cha.